Xin kính chào quý vị và các bạn. Sang ngày hôm nay, khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Nghệ An vẫn có lúc có mưa nhỏ và sương mù vào buổi sáng. Sương dày nhất trong khoảng thời gian từ 4 đến 8 giờ sẽ làm giảm tầm nhìn, quý vị chú ý khi di chuyển. Đến trưa chiều thì trời sẽ tạnh ráo và sương cũng tan dần. Nhiệt độ tại thành phố Thanh Hóa và Vinh sẽ tăng lên mức 24 đến 25 độ. Còn tại Đồng Hới và Huế thì trời có nắng 27 đến 30 độ. Lui xuống phía Nam, nắng sớm và thời gian nắng trong ngày cũng sẽ kéo dài hơn. Tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang và Phan Thiết, mức nhiệt cao nhất ở đây là từ 29 đến 30 độ. Thành phố Hội An hôm nay trời cũng nắng ráo từ sáng đến chiều, với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 30 độ. Đây là mức nhiệt tương đối dễ chịu. Đến ngày thứ ba thì trời sẽ chuyển sang trạng thái nhiều mây âm u và có mưa bất chợt trong ngày, nhiệt độ giảm xuống còn 28 độ. Thứ tư, dù mưa chỉ xuất hiện về chiều tối nhưng nhiệt độ vẫn chưa tăng lên được. Đến tối và đêm thì nhiệt độ hạ xuống còn khoảng 23 đến 24 độ. Trong khi đó, ở thành phố Nha Trang, thời tiết ổn định hơn. Hôm nay và hai ngày tới thì trời hoàn toàn tạnh ráo, không mưa, có nắng nhưng không hề nóng. Nhiệt độ cao nhất ở đây vào khoảng 30 độ và thấp nhất về đêm chỉ còn khoảng 24 độ. Khu vực Tây Nguyên, thời tiết chủ đạo trong ngày hôm nay vẫn là nắng nhiều. Các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Gia Nghĩa, nhiệt độ cao nhất trưa nay vào khoảng 30-32 độ. Còn tại thành phố Đà Lạt, do địa hình cao nên nhiệt độ sẽ thấp hơn các nơi khác ở Tây Nguyên, cao nhất ngày hôm nay vào khoảng 24 độ. Và mức nhiệt này sẽ còn duy trì sang cả hai ngày sau. Tối và đêm lưu ý trời rét khi nhiệt độ giảm mạnh còn 14-15 độ. Quý vị cần lựa chọn trang phục cho phù hợp để bảo vệ sức khỏe. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng lưu ý trong ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin thời tiết mới nhất trong những bản tin thời sự tiếp theo.